Nancy. Anh Khang đi đâu rồi? Cho chơi tự do tí. Châu bò. Ra có sao ra ra kia ra kia. Đấy, loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Sáng 7 test lại. Cái gì? Nay mới 3.6. Nay mới 3.6 à? Vâng. Đấy, nhìn thấy cái sự khác biệt của con chó, cái phong cách của nó. Vận động theo kiểu này không biết mệt là gì, nó dư thừa sức khỏe, người trong người nó có lực. Lucky phối hai nước. Lucky nó phối hai nước nhưng mà nó một nước cái là nó test hormone. Nó test hormone là nó lên ngày luôn rồi. Nó test một phát nó lên ngày luôn. Ngày con đấy là ngày thứ 9 của nó cầm ra test hormone nó lên ngày luôn, 2 hôm sau phối luôn. Phi nó phi ra nó săn lợn là cho anh đuổi đấy. Lấy gì? Lấy thêm á? Chị. Con Loki mà nó ra mẹ nó săn lợn ngay. Lùa vậy. Mà Nancy vừa rồi mà xả ra thì cũng săn luôn. Chứ bọn này nó săn nó vờn. Có lợn với gà nó săn lợn nó không săn gà đâu. Không quan tâm đến gà luôn. Không có lợn mà chỉ có gà nó săn vờn mà. Nằm cái đất này mà tí nó rũ phát sạch này. Cái kiểu gãi của chúng nó. Anh Tân thì cứ nhìn thấy bẩn nên là anh Tân khiếp. Nhưng mà cái đất này nó có dính vào người đâu. Ở đây đất này nó hơi ẩm thì nó dính thôi, chứ còn nếu mà hôm đất nó khô nó rũ cái sạch luôn. Nhưng mà kể cả như thế này nó vào trong chuồng nó nằm lúc ấy nó cũng hết ngay. Chào bà, là Minh Khang lúc đi qua test một bé thì cho Minh hỏi là bà mùng 7 đến 6 Minh vô lại mùng 8 nó có không? Sáng mùng 8 nó có không? Áng chừng ngày nào mà test phối được ngay ấy. Nhưng mà bảo là áng chừng ngày nào xem mà test thì phối được ngay. Đấy, từ từ, lắm mà nè. Nancy không thèm nằm luôn. À, chỉ có đứng không thèm nằm luôn. Cái mặt khó. Nancy à? Khang đâu rồi? Cục đấy là cục gì? Nhặt này. Cái cục đá mài.
Nó phải biết cái gì cơ, nó mới hóng tiếp. Nghe thấy tiếng cộng là hóng cộng ngay. Nó nặng nhất trong các mọi hồ. Nó mà đau thì vào mà giảm đau đi vậy. Bảo làm từ hôm đầu thì không chịu nghe. Xem nào. Rồi xem tí đã rồi giúp. Hai giúp không có điệu hai giúp này. Bởi vì là đây nó đang giữ đồ của nhà anh. Từ trong nhà đi ra mà chạy xe đi ra làm sao được. Cả con Siro cũng thế nhá, con Siro hôm trước cũng sang đây cũng đi xỉ thế luôn. Bảo chị mẹ gái em nhá. Không ra lấy được đồ ra đâu. Chị gái em nhá. Cổng không có chuyện cầm đồ ra được khỏi nhà nó. Đến chị gái em ở đấy chùm gần như ngày nào sang hai ba quyển. Cháu thả đấy. Đi vào thoải mái, mẹ cầm đồ gì nói. Cầm đồ phải có người đi ra cùng. Chứ còn không thì đừng có chuyện cầm ra. Mẹ em nhá, ví dụ cầm cầm cái gì đi ấy. Cầm cái gì ra ấy, nó phải ngửi xem là có cái gì. Đấy mẹ bảo không có gì đâu, không phải nhảy thì thôi lại đi làm việc khác. Đó là cái đồ mẹ ở trong nhà mà chủ đang ngồi đây mà lại chuyện. Một cái đồ gì cầm sang nó đâu có dễ, cầm ra ngoài đâu có dễ. Còn bình thường thì nó chơi nghe có vẻ như là ấy lắm. Ờ, chơi được nghe chừng là thoải mái, muốn làm gì ông làm. Nhưng mà không phải là câu chuyện nó lại không phải là như thế. Đấy anh lại đi xe vào xem Nancy nó có ý kiến gì không? Anh cứ đi xe vào đi xem nó có ý kiến gì không? Thôi để em đấy. Thấy chưa? Đã thấy cái việc là đi xe ra với đi xe vào nó khác nhau chưa? Đừng có nói chuyện cầm đồ ra khỏi nhà. Còn cầm đồ đến nhà thì nó ok. Cầm đồ đến nhà thì ok. Cầm ra khỏi cổng là đừng có trách. Ai không biết thì kinh nó giữ của. Cho ai mượn cái gì là còn phải cầm đưa tay cho mượn. Phải cầm cho nó nhìn thấy ấy, là chủ đưa ấy. Chủ đưa ra đến cổng thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà chủ đưa trong nhà nó không nhìn thấy, nó thấy đi ra ngoài sân mà thấy là này, thấy cầm đồ đi ra mà định đi ra cổng là câu chuyện là nó khác rồi đấy. Anh Khang đi đâu vậy? Đi đâu rồi? Thôi ở đây thôi. Để anh Khang đi, kệ anh Khang đi. Kệ đi, thôi ở đây thôi. Đi đâu lại bỏ tao ở đây mà mình ta lại khóc giờ. Khóc lại không dỗ được. Hóng chủ. Có nét giống nô nhỉ? Ờ. Không còn là cái nét cái nét của con Bruno, cái nét của nó di chuyển ác liệt lắm. Cái nét giống thật. Nhìn cái là thấy biết con nó ngay, nhìn giống. Nhưng mà đấy nhìn thế thôi, nhưng mà bọn này nó là pha trộn giữa con bố con mẹ nhá. Nhìn nét giống bố nhưng mà vẫn nhìn thấy nét họ ngoại nó ngay.